Sự tuyệt vời của bóng đá màn này, sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, đó là những điều lôi binh tinh thần nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng gia tộc Anh Đốn, gia tộc Anh Kiên về tham dự vòng hai giải bóng đá vô địch các dòng họ Ngôi Sao mùa 4 năm 2022. Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả, các cổ động viên của Tôn Ngô Xá. Chúng ta sẽ là trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay. Lượt vòng 2 bảng A của nhà đương kim vô địch gia tộc Anh Đón và ngày ra quân của gia tộc Anh Kiên. Ngày nay các cầu thủ bên phía gia tộc Anh Đón là ra sân với bộ trang phục cây xanh biển, người sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay phải. Theo ánh nhìn mảnh nhỏ của quý vị khán giả, còn bên phía các cầu thủ gia tộc Anh Kiên là trận đấu ra quân của họ, ra sân với bộ trang phục đó là cây xanh da trời. Hai màu áo tượng trưng, một là bầu trời, một là biển cả mênh mông. Và chúng ta cũng thường nghe đến câu chuyện giữa sơn tinh và thủy tinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến màn đỏ sức của màu áo đại diện cho thủy tinh, đó là đại dương mênh mông, và một màu áo đại diện cho bầu trời, đó là sơn tinh. Chúng ta cùng xem câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến ra sao. Đây là trận đấu thứ hai, cũng là trận đấu cuối cùng ở lượt trận vòng bảng của các cầu thủ bên phía gia tộc Anh Đón, nhà đương kim vô địch. Trong trận khai màn của mùa giải, gia tộc Anh Đón đã có kết quả hòa 1-1 với gia tộc Ông Duy. Họ đang có được 1 điểm. Ở trận chiến này, nếu như giành chiến thắng thì họ không cần bận tâm đến kết quả của lượt trận cuối cùng giữa gia tộc Anh Kiên và gia tộc Ông Duy. Tấm vé đầu tiên đã gọi tên gia tộc Ông Truyền để bước vào vòng tứ kết của giải bóng đá chúng ta. Khá nguy hiểm. Phối hợp. Và đi bóng của Thành Cam đi, mất bóng nguy hiểm. Không có bàn thắng. Rất nguy hiểm, một tình huống mà Thành Cam đi để mất bóng nguy hiểm. Và người đã có tình huống băng vào vừa rồi đó là Đức Tuyền. Trần Dư. Và chúng ta cùng điểm qua đội hình xuất phát của gia tộc Anh Kiên ở trong trận chiến này. Và xuất phát với thủ thành đó là Tiến Đạt. Đội trưởng Minh Ký đó số 86, số 89 Toàn Cam Ri, số 8 Nhà Nhôm, số 22 Trần Dư, số 9 Cổ Băng, số 28 Văn Huệ. Còn bên phía gia tộc Anh Đón, trong khung khổ đó là thủ thành quen thuộc nhất Chelsea, đội trưởng Văn Quyền đeo số 89,
cầu thủ Nguyễn Quang đấu số 25, Bảo Bảo số 7, Duy Hoàng số 97, Minh Tiến số 99 và Đức Tuyên đeo áo số 5. Và đã có bàn thắng bất ngờ dành cho cầu thủ bên phía Gia Tộc Anh Tuấn. Quá bất ngờ. Từ một đường chuyền của Bảo Bảo, từ một tình huống đá biên, cầu thủ bên phía Gia Tộc Anh Tuấn đã có bàn thắng vượt lên. Một bàn thắng vượt lên quá sớm. Tỷ số là 1-0. Liệu rằng kịch bản của trận chiến này có giống với trận đấu vừa diễn ra giữa Gia Tộc Ông Kha và Gia Tộc Ông Truyền? Hai đội bóng đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn đến những giây bù giờ cuối cùng. Hai đội đã chia điểm nhau, nhưng chừng ấy là đủ để cho ông Truyền có được tấm vé đầu tiên bước vào vòng đấu tứ kết. Và người đã có bàn thắng mở điểm, khai thông mở điểm dành cho Gia Tộc Ông Truyền, xin lỗi, Gia Tộc ông anh Đón, không ai khác đó là Văn Quyền. Văn Quyền, bàn thắng thứ hai của Văn Quyền trong mùa giải năm nay. Như vậy là bàn thắng được tính là tình huống phản lưới, không phải là bàn thắng thứ hai của Văn Quyền. Diễn biến quá bất ngờ, một pha phá bóng chuẩn xác. Rất quyết liệt, trẻ chắn khá kinh nghiệm. Ngay trước băng đội trưởng của cầu thủ bên phía Gia Tộc Anh Đón được trao cho Bảo Bảo, người ngày hôm nay sẽ chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái theo hướng tấn công của Gia Tộc Anh Đón. Thời tiết thì khá lạnh, nhưng tinh thần và sự cổ vũ trên khán đài đã rất nóng rồi. Cầu thủ chúng ta cũng đã làm nóng lên một chút. Và vừa rồi, bàn thắng khai thông, bàn thắng mở điểm sẽ làm cho trận đấu sẽ nóng lên ngay từ đầu. Sẽ là một tốc độ triển khai bóng nhanh của cả hai đội bóng. Và đánh bóng, đánh góc chuyền bóng, nhưng bóng đã đi hết đường về dọc. Thì bóng đá bên hình dành cho các đội bên phía Gia Tộc Anh Kiên. Rất nguy hiểm. Lại một tình huống nữa khá chạch choạc, khi mà ngày hôm nay các cầu thủ bên phía Gia Tộc Anh Kiên họ đang có những giây phút chạch choạc khi nhập cuộc trận chiến này. Đúng là đội bóng đương kim vô địch, họ đã thể hiện được sức mạnh của mình khi mà trong trận chiến với Gia Tộc Ông Duy họ bị thủng lưới trước, và bản lĩnh của họ đã trỗi dậy. Một bàn thắng của Văn Quyền đã mang về một điểm. Rất nguy hiểm. Và Nhất Chelsea đang nằm sân. Một tình huống phạm lỗi với thủ thành Nhất Chelsea. Người sẽ chơi cao nhất trên hàng công của các đội bên phía Gia Tộc Anh Kiên ở trong trận chiến này đó là Nhan Nhung. Nhan Nhung đã cặp cùng với Văn Huệ. Quảng Trung, Minh Tiến, rất nguy hiểm. Một tình huống chèo bóng nguy hiểm của Minh Tiến. Buộc thủ thành Tiến Đạt phải đợt lựa chọn giải pháp an toàn, đẩy bóng. Đánh đầu, một tình huống đánh đầu khá nguy hiểm, đó là tình huống đánh đầu chút nữa rồi này trở thành một tình huống phản công. Bóng chạm tay, bóng chạm tay Bảo Bảo. Một tình huống đá phạt dành cho các thủ bên phía Gia Tộc Anh Kiên. Tình huống đá phạt nhưng vẫn có phản công, một tình huống mà thủ thành Nhất Chelsea đã khẽ chạm được vào bóng và dứt điểm tới từ vị trí của Nhan Nhung. Đánh đầu, rất nguy hiểm, phát bóng rất nhanh của Nhất Chelsea.
Trọng tài đã cách tròi rồi. Còn tình huống phạm lỗi, phạm lỗi với Duy Hoàng và trọng tài đã kết còi ở tình huống trước đó. Nếu không sẽ là một tình huống nguy hiểm của Duy Hoàng. Những cầu thủ thường xuất hiện ở trong FC Ngô Xá thi đấu ở giải bóng đá China Open. Đó là Duy Hoàng, đó là Trần Dư. Như vậy trọng tài Tuấn Hưng sẽ xem lại VAR. Các quý vị khán giả có thể xem trực tiếp qua fanpage của chúng tôi, biên tập viên Nguyễn Anh Hùng, để có thể xem theo dõi lại tình huống vừa rồi. Đúng là mỗi một trận chiến diễn ra, mỗi một trận đấu thì không khác gì một trận chiến của những đội bóng đến từ những gia tộc. 12 đội bóng, 12 gia tộc. Sự cạnh tranh, quyết tâm của các đội bóng là quyết liệt. Trọng tài đã xua tay, không có gì cả. Một tình huống đá phạt rất nguy hiểm dành cho gia tộc Anh đón. Bóng không qua rào, vẫn có vài góc dành cho gia tộc Anh đón. Chéo bóng, quả đánh đầu rất tốt. Một tình huống bật khá cao để đánh đầu tới từ Đức Tuyền. Đó là Văn Quyền. Văn Quyền và Đức Tuyền đã xâm nhập trong tình huống vừa rồi. Văn Quyền lấy bóng chuyển ra của Trần Dư, phản công. Đúng là những trận đấu diễn ra ở giải bóng đá chúng ta, các đội bóng đều là không chơi với một thế trận chắc chắn, họ đang chơi với thế trận đôi công man nhãn. Đều là chiến thuật số 2 chia đều ở cả 3 tuyến. Số 2 chia đều ở cả 3 tuyến. Nhà Nhôm đã phải nhận sự nhắc nhở của trọng tài Tuấn Hưng. Trần Dư không được. Bảo Bảo sẽ thực hiện tình huống đá phạt đá biên. Bảo Bảo thực hiện tình huống đá biên. Bảo Bảo, đây là Trần Dư, mở cánh rất thoáng. Nhà Nhôm hơi vội. Nếu bóng chuẩn xác, phản công, và dứt điểm. Một bóng đáng tiếc của Văn Huệ. Tốc độ trận đấu rất cao. Đây rồi, và cản ngang rất nguy hiểm của Văn Quyền. Bóng đã không thể tìm tới vị trí của Đức Tuyền. Tình huống lùi về cũng rất nhanh của hàng phòng ngự bên phía gia tộc Anh Kiên. Cố liên tiếp là những sóng gió trước khung thành, sóng gió trước khung thành của Tiến Đạt. Một tốc độ khủng khiếp đang được hai đội triển khai. Quá nhanh. Sút ngay. Goal. Vancouver. Xử lý và dứt điểm tuyệt vời
Nam ra và bật ra. Ngay sau đó thì cũng có một cầu thủ bên phía gia tộc anh đón bằng vào, nhưng chưa có bàn thắng thứ hai. Sức ép liên hồi đang được tạo ra. Gia tộc anh đón nhà đương kim vô địch, họ đang thi đấu, thi đấu là rất quyết tâm, rất bốc lửa. Chưa có bàn thắng thứ hai dành cho Đức Tuyền, rất đáng tiếc. Sáng ngang ngày hôm nay đã là một người bạn của Tiến Đạt để cứu thua. Tiến Đạt đã không phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Nhưng lúc này thì các thủ bên phía gia tộc anh đón đang được hưởng một tình huống đá phạt hành lang cánh phải cũng khá nguy hiểm. Ở phía bên ngoài, Bảo Bảo đang sẵn sàng. Bảo Bảo bóng đi vào xa. Đúng là rất khó khăn với cầu thủ bên phía gia tộc anh Kiên. Từ đầu trận đấu tới giờ họ mới tạo ra được một tình huống tấn công nguy hiểm thôi. Đó là một tình huống mà Văn Huệ đã không chạm được vào bóng, không thể dứt điểm. Trong khi đó thì bên phía cầu thủ gia tộc anh đón đã tung ra 5 tình huống dứt điểm về phía khung thành của Tiến Đạt. 5 tình huống dứt điểm. Và chỉ có may mắn mới cứu thua bàn thua thứ hai. Bóng vẫn còn trong cuộc, không được. Ở bên ngoài đường biên thì gia tộc anh Kiên vẫn còn những cầu thủ dự bị, đó là Văn Trại, Khắc Việt, Văn Nương, Văn Hào, Văn Anh, rất nhiều những cầu thủ nữa. Đưa bóng vào. Đây một tình huống đưa bóng vào rất nguy hiểm nữa. Các cầu thủ bên phía gia tộc anh đón là càng chơi càng hay, nhưng vào phối hợp có thể nói là chuẩn chỉ như trong sách vậy. Đánh đâu không được, không có tình huống chạm đầu của Văn Quyền. Còn bên phía gia tộc anh đón thì còn có Kiên Tiger, Nguyễn Việt, Nguyễn Minh, Trấn Thành và Sang Việt đã có nỗi đẩy sau. Nỗi đẩy sau với Văn Huệ. Tình huống xin còi. Minh Ký đang đứng trước tình huống này. Minh Ký không có gì nguy hiểm với thủ thành Nhất Chelsea. Và bắt bài rất tốt của Nhất Chelsea. Thuận Kem lên lúc này sẽ nào về cánh trái và được phân nhiệm vụ theo kèm Đức Tuyền. Cầu thủ cũng đã có được một bàn thắng, nhưng đó là bàn thắng về lưới nhà. Và ra trận khá tốt của Minh Tiến. Một tình huống vô này, nhưng bóng ra đi không chuẩn xác. Trần Dư, Nhà Nhôm, khá nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy được không khí, không khí của bóng đá Ngô Xá. Giải bóng đá dòng họ như là một ngày hội vậy, một ngày hội thực sự. Khi mà các cổ động viên đều không ngại thời tiết, không ngại ngùng thời tiết. Hôm trước thì trời mưa, trời lất phất mưa bay. Còn ngày hôm nay, trời se se lạnh và rất lạnh, nhưng vẫn đến dần và cổ vũ, rất tuyệt vời. Duy Hoàng phối hợp, rất hay. Vẫn có tình huống đá biên dành cho gia tộc anh đón. Họ càng chơi càng hay. Những cầu thủ trẻ với một tốc độ cao, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Ngày hôm nay thì họ mới
triển khai trong trận chiến ra quân thì họ còn giấu bài. Tăng độ khó cho game. Và cứu thua ngay trên vạch về. Và dứt điểm của Đức Tuyền. Hệ thống phòng ngự bên phía Gia Tộc Anh Kiên đã phá bóng ngay trên vạch vôi. Liên tiếp lại những sức ép, quá nhiều những sức ép. Đáng tiếc là vẫn chưa có bàn thắng thứ hai dành cho Gia Tộc Anh đón. Phản công không được. Tình huống lùi về, cắt bóng rất nhanh của Minh Ký. Thêm một tình huống vài góc nữa. Ngày nay Thủy Tinh đã chiến thắng bầu trời Sơn Tinh. Biển trời hai màu sắc, biển rộng mênh mông, đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Thưa quý vị khán giả, còn nhớ đến câu chuyện mà Vô Hùng kén rẻ giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Thì trong câu chuyện đó thì Vô Hùng cũng đã có sự thiên vị với Sơn Tinh khi mà đã đưa ra những sản vật thách cưới bằng những sản vật ở trên núi, chứ không phải là những sản vật ở vùng biển của Sơn Tinh, của Thủy Tinh. Nếu như mực rồi thì cua ghẹ thì có thể Sơn Tinh sẽ là người bị thua, còn Thủy Tinh là người chiến thắng. Nhưng đây toàn đòi voi, ngựa, gà, những con vật sống ở vùng núi, có một sự thiên vị. Nhưng trong trận chiến này, đội bóng đang mang màu áo của biển cả, đội bóng của Gia Tộc Anh Đón đang có được một bàn thắng vượt lên. Phá cho bóng không được. Thuận Kemri đường chuyền nối, cơ phản công hơi mạnh. Đường chuyền là hơi mạnh dành cho Duy Hoàng. Một tình huống muốn thử thách tốc độ của Duy Hoàng, cơn đốc đường biên. Đúng là một thế trận hấp dẫn. Lợi thế thì vẫn đang thuộc về Gia Tộc Anh Đón. Vẫn cân áp sát nhanh, và áp sát này của Minh Tiến liên tiếp là những sức ép cực lớn. Khung thành của Tiến Đạt luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Và đánh đầu phá bóng. Theo thống kê của chúng tôi thì thời lượng kiểm soát bóng đang là 60 của Gia Tộc Anh Đón và 40% là của Gia Tộc Anh Kiên. Số tình huống dứt điểm nguy hiểm. Sút ngay! Và là tình huống dứt điểm thứ 7. Đó là Minh Tiến. 7 tình huống dứt điểm về phía khung thành của Tiến Đạt. Còn bên phía Gia Tộc Anh Kiên mới chỉ có 2 tình huống thôi. Những con số thống kê đều chỉ ra một thế trận tốt hơn rất nhiều của các đội bên phía Gia Tộc Anh Đón. Nhà đương kim vô địch, dòng họ, gia tộc, ban tổ chức ở mùa giải năm nay, mùa 4, họ đã lên ngôi vào mùa 3, lên ngôi đã khó, và giữ được ngôi vàng, ngôi vị còn khó hơn. Khi mà năm nay chúng ta thi đấu ở mặt sân của sân vận động Ngô Xá, nó khác xa với mặt sân cỏ nhân tạo. Không thể đánh giá đội bóng nào mạnh hơn hay nhỉnh hơn ở một mặt sân như hiện tại. Nếu như thi đấu ở mặt sân cỏ nhân tạo thì những đội bóng mạnh họ sẽ tạo ra những sự áp đảo,
có những sự chênh lệch về đẳng cấp thực sự. Nhưng ở trên sân vận động Ngô Xá, chênh lệch về đẳng cấp gần như đã không còn. Bằng chứng đó là lượt trận vòng 1. Lượt trận vòng 1, các cầu thủ chúng ta, những đội bóng chỉ chiến thắng sát nút nhau thôi. Trận chiến có nhiều bàn thắng nhất đó là trận chiến có tỷ số 3-1. Sút không được. Báo báo. Đường chuyền rất hay nhưng pha xử lý không được tốt của Duy Hoàng. Trận chiến có nhiều bàn thắng nhất đó là trận chiến giữa gia tộc Anh Nghiêm và gia tộc ông Xuân Duệ. 4 bàn thắng. Tỷ số 3-1 nghiêng về gia tộc ông Xuân Duệ. Đó là trận chiến có nhiều bàn thắng nhất của vòng 1. Còn ở vòng 2 này, trận chiến vừa kết thúc giữa gia tộc ông Truyền và gia tộc ông Kha đã có 6 bàn thắng và chia đều cho hai đội bóng. Còn ở trận chiến này, các quý vị khán giả dự đoán sẽ có thêm bao nhiêu bàn thắng? Chúng ta cùng chờ xem. Hãy cùng comment bên dưới bài đăng phát trực tiếp của chúng tôi. Tất cả những con bài của bên phía gia tộc Anh Đón ở trong trận chiến này đều là những cầu thủ chất lượng nhất. Đánh đầu! Và bật rất cao đánh đầu của Văn Quyền. Lại là Văn Quyền, vẫn chưa có bàn thắng thứ hai của Văn Quyền. Và đánh đầu rất tốt. Những thủ thành Tiến Đạt cũng đã chơi hay trong tình huống vừa rồi. Liên tiếp là những sự ghép. Có lẽ cầu thủ bên phía gia tộc Anh Kiên họ đang chơi như một chiếc nò xo vậy. Anh bảo cầu thủ cho thay người, sự thay đổi người đầu tiên bên phía gia tộc Anh Kiên. Văn Trại được tung vào sân thay thế cho Cổ Bàng. Trong danh sách đăng ký của gia tộc Anh Kiên ghi là Cổ Bàng. Tôi cứ tưởng là Cổ Bàng là một trong những cụ trẻ cơ. Hóa ra là chắc là nâu không lấy vợ gọi là cụ. Kiểu như Cổ Vinh bên phía gia tộc mà ông Kha gọi là Cổ Vinh, đâm ra là cả đồng niên trêu cả một năm. Trêu niên cả một năm. Cơ hội thì đã có rất nhiều thuộc về bên phía gia tộc Anh Đón. Nhưng họ tận dụng và sự may mắn với Tiến Đạt không phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai là tương đối nhiều. Nhiều rằng cầu thủ bên phía gia tộc Anh Kiên họ đang thi đấu như một chiếc nò xo vậy. Sẽ bật bung trong hiệp thi đấu thứ hai. Vẫn chỉ có một bàn thắng thôi. Và một bàn thắng đó thuộc về bên phía gia tộc Anh Đón. Pha bóng rất tốt. Và một tình huống kê chân. Hơi ham bóng thôi. Một tình huống hơi ham bóng thôi. Hơi ham bóng của Văn Huệ. Và bảo thì cũng không sao cả. Một chút vấn đề nho nhỏ thôi. Và chờ bóng của Bảo Bảo.
rất nguy hiểm. Thủ thành Tiến Đạt đã phải đẩy bóng an toàn, lựa chọn đẩy bóng an toàn của Bảo Bảo, của Tiến Đạt. Đó là pha dứt điểm từ xa của Bảo Bảo, một pha treo cầu bông. Đánh đầu, cầu hai cú sút liên tiếp nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Và một cầu thủ đang nằm dần, đó là Thuần Kem Ri. Thuần Kem Ri đang bị đau. Rất căng thẳng, khoảng cách chỉ là một bàn, một khoảng cách có thể xa lấp, một khoảng cách có thể xa lấp dành cho bên phía Gia Tộc Anh Kiên. Họ đang giữ sức cho hiệp thi đấu thứ hai. Bảo Bảo, Trần Dư và Bảo Bảo. Không khó với Nhất Chelsea. Phát bóng nhanh, rất chuẩn, ra cơ vây cơn. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp của Đức Tuyền. Những hệ thống phòng ngự bên phía các cầu bên phía Gia Tộc Anh Kiên họ cũng đã lùi về rất nhanh để thiết lập rào chắn ngay trước pha dứt điểm của Đức Tuyền. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp, họ đã thiết lập rất nhanh một hàng rào trước khung thành của Tiến Đạt. Lấy bóng chuẩn xác, Thuần Cam đi đường chuyền hay không được, đường chuyền cuối cùng không thể tới được vị trí của Nhàn Nhung, người đang chơi ở vị trí tiền đạo cắm của các cầu thủ bên phía Gia Tộc Anh Kiên ở trong trận chiến này. Trần Dư, Văn Quyền rất khỏe, lên tham gia tấn công về hỗ trợ hàng phòng ngự. Bảo Bảo phản công rất thoáng và đưa bóng sang cánh phải rất thoáng, qua người này thế. Đáng tiếc là bóng lại đi hết đường biên ngang. Trần Dư vẫn còn, bóng vẫn còn trong cuộc. Lỗi rồi, lỗi với Thuần Kem Ri. Đá phạt lên, 2 phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Đã khá buồn rồi nhưng tất cả các khán đài đều đã chật kín các quý vị khán giả. Phản công, 2-2. Không được, một tình huống mà Thuần Kem Ri cũng đã lăn xả. Lăn xả trong tình huống vừa rồi, tình huống phản công khá nhanh. Duy Hưởng với một tốc độ cực tốt đang tạo ra những sự nguy hiểm. Vâng, thưởng nóng anh Nương thưởng nóng cho Gia Tộc Anh Kiên. Anh Nương thu thưởng nóng cho Gia Tộc Anh Kiên. Bàn thắng gỡ hòa 500.000 đồng. Bàn thắng gỡ hòa 500.000 đồng. Xin mời anh Nương cứ cầm tiền, có bàn thì tiền sẽ về, tiền về bàn thắng về. Đây rồi, khá nguy hiểm, một tình huống phá bóng tốt. Rất căng thẳng, những phút nhạy cảm. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã đổi cờ kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Nó thấy một bàn đang thuộc về nhà đương kim vô địch Gia Tộc Anh Đón. Và đó là pha phản công, xin lỗi, pha phản lưới của một cầu thủ bên phía Gia Tộc Anh Kiên. Chúng ta hãy tạm nghỉ trước khi đến với hiệp thi đấu thứ hai của trận chiến này.
cả những cầu thủ chúng ta có đeo đồ trang sức thì chúng ta hãy cởi ra, nhất là những cầu thủ dự bị chuẩn bị vào sân thay người. Và chúng ta cùng quay trở lại để chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu giữa các đội bên phía gia tộc ông Truyền và bên phía gia tộc ông Anh Kiên. Xin lỗi, gia tộc Anh Đón và gia tộc Anh Kiên. Tôi vẫn cứ đang nhớ nhầm sang trận đầu tiên. Bình luận nói nhiều quá làm ra sẽ bị hay loạn nhịp. Hay bị loạn nhịp. Trong hiệp hai này chúng ta hãy cùng trông chờ vào lối chơi có chuyển biến bên phía gia tộc Anh Kiên. Khi mà trong hiệp một thì thế trận và những tình huống tấn công nguy hiểm đều thuộc về bên phía gia tộc Anh Đón. Gia tộc Anh Kiên đã phải liên tiếp chống đỡ và cũng đã rất may mắn một đường chuyền hơi non và pha áp sát là của Duy Hưởng. Họ cũng đã rất may mắn trong hiệp thi đấu đầu tiên để không bị thủng bàn thứ hai với những tình huống dứt điểm chạm xa và đi ra ngoài của cầu thủ bên phía gia tộc Anh Đón. Đánh đầu và đánh đầu đập đất, nhưng thủ thành Tiến Đạt cũng đã ghép góc kịp thời và thành công. Duy Hưởng, tính tới thời điểm hiện tại thì cầu thủ bên phía gia tộc Anh Đón vẫn chưa có bất kỳ một sự thay đổi người nào, còn bên phía gia tộc Anh Kiên mới chỉ có duy nhất một sự thay đổi người thôi. Những cầu thủ chúng ta đều rất khỏe. Lấy bóng tốt, Bảo Bảo, đường truyền của Bảo Bảo vào giữa trung lộ, nhưng Trần Dư là người đã cắt bóng và tranh chấp giữa Trần Dư và Bảo Bảo. Đánh đầu rất tốt của Trần Dư. Còn đây hiệp thi đấu thứ hai này thì cầu thủ bên phía gia tộc Anh Kiên, đội bóng đang mang màu áo của bầu trời, họ sẽ tạo ra nhiều sức ép. Một kết quả thất bại trong ngày ra quân là điều mà cầu thủ bên phía gia tộc Anh Kiên họ không hề mong muốn. Và họ còn một trận đấu nữa với gia tộc ông Duy. Đội bóng cũng đã có được một kết quả hòa trong ngày ra quân với cầu thủ gia tộc Anh Đón. Và chạm bóng nguy hiểm. Đây rồi. Không được. Và dứt điểm là của Văn Huệ. Không phải. Đó là đội trưởng Minh Kỳ. Nhà Nhôm, vẫn là Nhà Nhôm phối hợp với Trần Dư. Cú sút hơi nhẹ của Trần Dư và không khó đối với Nhất Chelsea. Qua người và qua người khác của Minh Tiến tuyến ơi, và dứt điểm từ xa của Bảo Bảo. Khá chậm dài, khá chắc chắn và khá chuẩn xác trong những đường lên bóng của các thủ bên phía gia tộc Anh Đón. Phản công. Không được, có quá nhiều các thủ Anh Đón họ đã bóng rất tốt. Duy Hưởng, pha dọc khe ngơi nhẹ và không thể vượt qua được cho trận cuối cùng bên phía các thủ gia tộc Anh Kiên. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Văn Quyền mở cánh, Bảo Bảo
thay người Văn Hào vào sân. Người ra sân là đội trưởng Minh Ký. Xin mời cầu thủ thay người Văn Hào chúng ta ra khu vực giữa sân. Đúng là những chàng trai trẻ chắc là ngại, hơi ngại, ngại ngùng. Và chiếc băng đội trưởng dành cho Văn Hào. Và treo bóng của Tuấn Kem Ly. Văn Quyền. Khoảng cách vẫn chỉ là một bàn thôi. Đủ thời gian để cho thủ bên phía Gia Tộc Anh Kiên và tìm kiếm bàn quân bình. Thì cục diện bảng A, cục diện bảng A sẽ cực kỳ khốc liệt. Phản công rất khỏe. Văn Huệ. Văn Huệ phối hợp với Văn Hào. Văn Hào để mất bóng, nếu bóng chuẩn xác. Không được, tình huống cuối cùng thì Văn Quyền đã không thể đưa bóng sang dành cho Duy Hoàng cũng như Đức Tuyền. Đức Tuyền thì anh đang cánh trái và Duy Hoàng anh đang cánh phải. Văn Quyền. Sút ngay khá nguy hiểm. Hiện tại tôi đang để ý cái dáng của Văn Huệ. Nhìn khá giống Đăng Dương. Khá giống dáng của Đăng Dương. Thay người, tiếp tục thay người. Văn Huệ rời sân và cô Bàng được tung vào sân. Xin mời cô Bàng ra khu vực giữa sân. Và chúng tôi xin thông báo lại lần nữa, chúng ta thay người, chúng ta di chuyển ra khu vực giữa sân. Nếu không thì chúng tôi sẽ không đọc để cho trọng tài ra dấu thay người. Những sự thay đổi người liên tiếp. Những huấn luyện viên của bên phía Gia Tộc Anh Kiên cũng đã nóng vội rồi. Họ đang đứng ngồi không yên. Vì trong trận chiến ra quân, họ đang bị thất thủ một bàn. Và thế trận là không tốt hơn so với bên phía Gia Tộc Anh đón. Văn Quyền. Văn Quyền rất khỏe. Văn Quyền đột phá. Không được. Tình huống cuối cùng thế này không chuẩn xác. Phản công chân dư. Đó không phải là chân dư mà là Nhan Nhung. Đỡ bóng nhưng để bóng bật ra hơi dài của Văn Hào. Đã có lỗi rồi. Lỗi của Tuấn Camry. Không phải, đó là Văn Trạng. Văn Trạng và Tuấn Camry. Cặp đôi nơi hệ thống phòng ngự của các thủ bên phía Gia Tộc Anh Kiên. Nhàn Nhôm thì đã nhận sự nhắc nhở của trọng tài Tuấn Hưng rồi. Đã có những phân bua. Trọng tài Tuấn Hưng là một trong những trọng tài
có thể nói là một trong những trọng tài xuất sắc nhất của ban tài Yên Phong. Mỗi một trận đấu mà anh cầm còi thì chưa bao giờ xảy ra những tranh cãi cả. Pha nốc bóng nguy hiểm. Pha nốc bóng rất nguy hiểm. Một tình huống đá phạt nốc bóng của Bao Bao theo kiểu đá vàng rơi. Đánh gót chuyển bóng rất hay. Không thể dứt điểm. Một tình huống mà Văn Hảo đã áp sát rất nhanh Đức Tuyền. Một tình huống mà Đức Tuyền đã chậm hơn Văn Hảo một nhịp. Và xoay người của Đức Tuyền, nhưng có lẽ rằng Đức Tuyền trong hiệp thi đấu thứ hai cũng đã mệt hơn một chút. Nếu như đó là một tình huống của hiệp 1 thì chắc chắn Đức Tuyền sẽ tạo ra một pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Tiến Đạt. Lại một tình huống xe đạp chồng ngược nhưng không thành công. Xe đạp chồng ngược một nửa thôi. Ở giải đấu chúng ta gồm có 12 đội bóng đến từ 12 gia tộc, 4 bảng đấu. Mỗi một trận đấu đều như là một trận chung kết vậy. Quyết tâm giành chiến thắng trong ngày ra quân, đó là một điều quyết tâm cực lớn của các đội bóng. Những ngày hôm nay thì anh Kiên trong ngày ra quân họ cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Khoảng cách vẫn chỉ là một bàn. Một khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp rất nhanh. Và chúng tôi xin nhắc lại các cầu thủ đá biên, luật của chúng tôi đưa ra đó là bóng chết và chạm vạch. Nếu như các cầu thủ ăn gian đưa bóng vào phía trên, vào phía trong sân hoặc ra ngoài sân quá thì chắc chắn sẽ bị thổi phạt đá biên. Tôi xin nhắc các cầu thủ là như vậy. Chúng tôi em nhớ và sẽ tận dụng những tình huống đá biên của mình cho chuẩn xác đúng luật. Goal! Khá nguy hiểm. Một tình huống mà Đức Tuyền chút nữa đã có một tình huống đánh đầu ngược. Đánh đầu! Và đó là ai? Đó là Văn Quyền. Tỷ số là 2-0 nghiêng về gia tộc Anh Đón. Bàn thắng thứ hai của Văn Quyền ở mùa giải năm nay. Tỷ số là 2-0. Và bật quá cao của Văn Quyền. Bật rất cao của Văn Quyền. Cổ động viên ông Thái của gia tộc Anh Đón, của nhà của bên ban tổ chức cũng đã nhảy ra sân ăn mừng, rất vui. Cuối cùng cũng đã có bàn thắng thứ hai nâng lên dành cho bên phía gia tộc Anh Đón. Khó khăn tăng lên gấp bội, nhưng cao thủ bên phía gia tộc anh Kiên họ còn một trận chiến nữa. Rất nguy hiểm. Và đánh đầu hay của Nha Nhôm trượt chân, đáng tiếc. Và đánh đầu rất hay của Nhà Nhôm buộc tổ đánh nhất Chelsea phải trổ tài. Tổ đánh nhất Chelsea đã phải trổ tài với pha đánh đầu của Nhà Nhôm. Một pha đánh đầu rất hay. Đối với các thủ bên phía gia tộc anh Kiên họ còn một trận chiến nữa với các thủ bên phía gia tộc ông Duy. Trận này thua, trận sau chỉ cần thắng là vào. Trận sau quyết tâm giành chiến thắng là sẽ có tấm vé bước vào vòng tứ kết. Văn Hào đã có nỗi với Văn Hào. Nỗi với Văn Hào rồi. Đá phạt cực kỳ nguy hiểm sát với vòng cấm địa. Văn Hào pha đi bóng tốc độ, đột phá trung lộ nhưng đã bị phạm lỗi. Đây có thể là cơ hội để cho gia tộc anh Kiên có bàn thắng rút ngắn 1-2.
Thuận Camry đang là người đứng trước tình huống này. Ở phía bên ngoài đó là Văn Trại, cánh trái đó là Văn Hào, lựa chọn phối hợp hay dứt điểm thẳng vào khung thành nhất Chelsea đây. Thuận Camry bóng đập rào và đi hết đường biên ngang. Đường chuyền là quá cao và quá sâu. Khoảng cách lúc này là 2 bàn. Nếu như giành chiến thắng ở trong trận đấu này thì các cầu thủ do Tổng Anh đón nhà đương kim vô địch họ sẽ có tấm vé thứ hai. Tấm vé thứ hai sau gia tộc ông truyền để bước vào vòng đấu tứ kết. Và nhánh đấu này thì ông truyền, gia tộc ông truyền họ sẽ chờ đợi đối thủ của mình ở bảng A. Sẽ là gia tộc anh đón, gia tộc anh Kiên hay là gia tộc ông Duy, họ sẽ chờ đợi. Nhưng với thế trận hiện tại, nếu như không có bàn rút ngắn cách biệt 1-2 thì tinh thần của các đội bên phía gia tộc anh Kiên sẽ giảm sút đi khá nhiều. Duy Hoàng rất khỏe, đã không thể vượt qua được sự truy cản của Văn Hào. Nhà Nhôm không thể vượt qua được sự kinh nghiệm của Bảo Bảo. Thi đấu ở mặt sân vận động của Ngô Xá là khó hơn rất nhiều với thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Họ anh Hải mà gõ hòa thưởng anh Hải thưởng 2 triệu. Họ anh Kiên. Vâng. Anh Hải thì 2 triệu 5 triệu. Vâng, anh Hải thưởng nóng 2 triệu nếu như cầu thủ bên phía gia tộc anh Kiên gỡ hòa trong trận chiến này. Gỡ hòa. Gỡ hòa ở một kèo mà các thủ gia tộc anh đón đang cơi đẩy bóng lại hơi dài mất rồi. Đó, tình huống băng lên tới từ vị trí của Thuận Camry. Khoảng cách là 2 bàn. Cũng rất khó với thế trận hiện tại. Nhà Nhôm đã không thể vượt qua được sự truy cản tới từ Nguyễn Quang. Vẫn là những sự chắc chắn của Nguyễn Quang, một trong những hậu vệ như hòn đá tảng bên phía gia tộc anh đón vậy. Thay người, anh Tài cho thay người. Hai sự thay đổi người bên phía gia tộc anh Kiên. Văn Hòa vào sân, Cụ Bàng rời sân, Thoan Cam Ri rời sân. Và người vào sân đó là ngôi sao ca nhạc Khắc Việt. Thuận Camry rời sân. Có lẽ là đang Thuận Camry là đang say vào trận đấu này mà không thể nghe rõ ra dấu của bình luận viên. Trần Dư Văn Hào không được, lại một tình huống đẩy bóng ơi dài. Sự kinh nghiệm của các trung vệ bên phía các thủ bên phía gia tộc anh đón là rất tốt, họ đã ngăn cản những đường lên bóng một cách đơn giản. Không vào, không có một tình huống chạm bóng trong tình huống vừa rồi của Văn Quyền. Người đã đưa ra đường chuyền sọc khe đó là Minh Tiến, một đường sọc khe rất nhanh dành cho Văn Quyền. Cặp trung vệ của bên phía gia tộc anh đón ngày hôm nay họ đã chơi quá hay với sự xuất sắc của Nguyễn Quang và Bảo Bảo.
đánh đầu đẩy bóng tốt của Nhất Chelsea. Thay người bên phía Anh đón Nguyễn Minh vào sân, người ra sân đó là tiền đạo Đức Tuyên. Minh Torres. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Minh Torres. Mở cánh rất thoáng dành cho Duy Hoàng. Cắt ngang, goal! Vẫn là phối hợp. Không có pha dứt điểm. Không có pha dứt điểm tới từ vị trí của có lẽ là Văn Quyền. Không phải, đó là Minh Torres. Số 19, cầu thủ mới được tung vào sân Thanh Người. Chéo bóng, đánh đầu. Minh Torres đã không thể chạm đầu trong tình huống vừa rồi. Sút ngay. Và dứt điểm của Duy Hoàng. Rõ ràng thì các thủ bên phía Gia Lộc Anh đón họ không muốn dừng lại. Họ càng muốn gia tăng khoảng cách để giành trọn vẹn 3 điểm, một khoảng cách an toàn là 3 bàn với Gia Tộc Anh đón là đủ. Còn 2 bàn thì vẫn chưa đủ. Gia Tộc Anh Kiên họ vẫn đang rất khó khăn triển khai lối chơi của mình nên phần sân của đối phương. Rất khó để triển khai. Đây cũng là trận đấu ra quân nên cao thủ bên phía Gia Tộc Anh Kiên họ vẫn chưa quen với mặt sân. Chưa quen với mặt sân. Và thời tiết ngày hôm nay, thời tiết ngày hôm nay thì cũng khá lạnh khiến cho cơ chưa được dẻo. Đó là những múi cơ chưa được dẻo. Tới từ những bước chạy và chạm bóng chạm tay. Văn Huệ cứ tưởng trọng tài bắt chạm tay, hóa ra là chạm tay của đối phương. Đá phạt từ khu vực giữa sân dành cho Gia Tộc Anh Kiên. Câu vào và dứt điểm rất tốt của Trần Dư. Nhưng một lần nữa thì Nhất Chelsea, người bạn của Trần Dư, lại quá hiểu những pha dứt điểm. Một tình huống nào ra và có nỗi rồi. Nỗi của thủ thành Tiến Đạt. Và một chiếc thẻ vàng đầu tiên được rút ra. Thẻ vàng dành cho người bé nhỏ Tiến Đạt. Một tình huống mà Đạt bé nhỏ Nhẹ nhàng tê đè cầu thủ tấn công của đối phương. Và đá phạt rất nguy hiểm. Sút. Nhưng có lẽ tốc độ là không kịp. Cặp trung vệ của các thủ bên phía Gia Tộc Anh đón cùng với thủ thành Nhất Chelsea, họ đang kiểm soát quá tốt phần sân nhà. Đó là đội trưởng Bảo Bảo Nguyễn Quang và thủ thành Nhất Chelsea. Một sự chắc chắn nơi phần sân nhà tạo điều kiện cho các đồng đội ở phía trên có thể bùng sức. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng. Minh Torres không được. Phản công. Văn Lê Tiến ơi. Không có tình huống băng vào. Tình huống căng ngang nhưng tốc độ là điều còn thiếu của ngôi sao ca nhạc Khắc Việt. Thay người, Văn Nhàn rời sân. Văn Oanh là người tung vào sân. Khắc Việt
Đường chuyền hơi non, đường chuyền hơi non của Minh Tiến. Đúng là cầu thủ bên phía gia tộc Anh đó, nó không muốn dừng lại, muốn đưa khoảng cách lên cao hơn để an toàn hơn. Cầu thủ bên phía gia tộc Anh Kiên thì đang trông chờ vào một bàn thắng rút ngắn 1-2. Nhưng điều đó là rất khó khi mà hệ thống phòng ngự bên phía gia tộc Anh đón họ đã chơi quá hay ở trong trận chiến này. Phản công Văn Huệ không được, không thể vượt qua được Minh Torres. Nỗ lực chơi bóng rất nan giả của Minh Torres, rất nguy hiểm. Bóng chạm ra và đi ra ngoài, nhưng vẫn có vài góc. Đó là một tình huống mà nhất Chelsea cũng đã khẽ chạm vào đầu ngón tay tay người bên phía gia tộc Anh đón. Sang vỉa vào sân, người rời sân là Văn Quyền. Tuyến này sút không được, có thể không gia tộc Anh Kiên nó còn một trận chiến cuối cùng với ông Duy. Thắng là vào, hòa thì bên ngoài. Một kết quả hòa đồng nghĩa với một thất bại, cho nên trong trận chiến này họ có thua bao nhiêu bàn đi nữa thì trận chiến sau họ bắt buộc phải giành chiến thắng. Tranh chấp rất quyết liệt và trọng tài đã cất còi rồi, đá phạt nên dành cho gia tộc Anh Kiên. Và để mất bóng nhưng không có gì nguy hiểm. Minh Tiến là người đã cắt bóng trong tình huống vừa rồi, một tình huống áp sát từ phần sân nhà đối phương. Rất khỏe. Trần Dư bảo vẫn rất chính xác. Sang Anh không thể vượt qua được Trần Dư, rất kinh nghiệm. Mình phải đảo chân kinh nghiệm của Trần Dư để che chắn bóng. Một cầu thủ có thể hình đôi còn như Sang Anh cũng không thể lấy được bóng trong chân của Trần Dư. Đánh đầu, quả đánh đầu rất tốt của Văn Huệ. Vẫn chưa có bàn thắng rút ngắn dành cho gia tộc Anh Kiên. Các quý vị khán giả nhận định trận đấu này liệu có dùng không? Liệu có dùng không? Sang Anh! Đúng là sân bóng thì nổi lắm. Và vừa rồi thì Sang Anh đã có một tình huống xử lý theo kiểu túy quyền. Một tình huống xử lý theo kiểu túy quyền nhưng cũng đã không thành công. Chưa có bàn thắng. Phản công. Tốc độ rất tốt của Duy Hoàng. Sửa lưng rồi. Đường chuyền sửa lưng của Minh Tiến. Sẽ là một tình huống tham khảo. VAR. Sang Anh lên rồi.
Đây à, có theo. Đúng rồi, ông bảo theo, bảo theo. Đó. Hỏi. Alo. Hòn. Alo. Có thấy có đen dọn đồ đây. Có khác việc ấy. Thấy có gì? Nào đi. Quả tạt vào ấy, từ góc vào ấy. Quả vừa xong ấy. Vừa xong thì uống cuối cùng ấy. Khá căng thẳng. Và như vậy là bên phía cầu thủ Gia Lộc Anh Kiên cũng thay người. Anh Tài đã thay người. Thuận Kem đi vào sân, người rời sân đó là ngôi sao Ca Nhạc Khắc Việt. Bù giờ luôn anh Hương ơi. 5 phút bù giờ. 5 phút bù giờ cho trận đấu giữa Gia Tộc Anh Đón và Gia Tộc Anh Kiên. Vâng, số 21 à? Rồi xem quay trở lại thành đô mà. Thay người, anh Tài cho thay người. Bên phía Gia Tộc Anh Đón đó là sang phía rời sân và sự quay trở lại của Văn Quyền. Còn bên phía Gia Tộc Anh Kiên, Văn Anh. Văn Anh rời sân và quay trở lại sân đó là Nhàn Nhu. Với đội bóng của chúng ta chỉ còn một quyền thay đổi người nữa thôi. Rất nguy hiểm. Khoảng cách lúc này là 2 bàn. Thời gian bù giờ là 5 phút. Với thế trận hiện tại thì có lẽ rằng không có thêm bàn thắng cho cả hai đội bóng. Văn Huệ không thể vượt qua được Duy Hoàng. Và chờ bóng chờ năn xa.
hơi mạnh cho Văn Huệ. Có lẽ với thế trận hiện tại thì một kết quả hai bàn, chiến thắng đang đến rất gần. Chiến thắng và tấm vé đang đến rất gần với cầu thủ bên phía gia tộc Anh Đón, nhà đương kim vô địch của mùa giải. Và vỉa bóng cũng không thành công. Vỉa bóng để sọc khe dành cho Trần Dư cũng không thành công của nhà Nhôm. Văn Huệ. Văn Huệ. Vẫn còn những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ bên phía gia tộc Anh Kiên. Họ đang muốn có được bàn thắng để tạo động lực tâm lý để bước vào trận chiến cuối cùng với gia tộc Ông Duy. Sút không vào. Và dứt điểm tới từ Văn Trại. Một tình huống trung vệ lên tham gia tấn công. Văn Huệ. Văn Huệ. Bóng đã không thể vượt qua được Văn Quyền. Thi đấu rất nhiệt nhưng cầu thủ trẻ. Tiếp đó là tình huống dứt điểm tới từ Văn Hào. Nhưng bóng đi ra ngoài. Dung bây giờ hiện tại đâu đó là bỏ 1 ăn 10. Chưa có bàn thắng danh dự dành cho cầu thủ bên phía gia tộc Anh Kiên. Một thế trận áp đảo thuộc về bên phía rất nguy hiểm. Một thế trận áp đảo thuộc về bên phía gia tộc Anh Đón. Họ cũng đã rất may mắn ở những phút đầu tiên khi mà đã có bàn thắng may mắn ở một tình huống phản lưới. Đánh đầu. Còn tình huống đẩy bóng của Nhất Chelsea. Toàn Camry. Phải chờ bóng của Toàn Camry. Bóng không thể vượt qua. Không thể vượt qua được Minh Torres. Có lẽ là thế trận an bài rồi. Tấm vé thứ hai có lẽ sẽ gọi tên gia tộc Anh Đón để bước vào vòng đấu tứ kết. Các cổ động viên bên phía gia tộc Anh Kiên đã bỏ về rồi. Văn Huệ quá khỏe. Văn Quyền vẫn còn rất khỏe. Minh Torres. Minh Torres. Báo. Mất bóng nguy hiểm. Nhưng đường chuyền cuối cùng của Trần Dư vẫn chưa thể vượt qua được Văn Quyền. Văn Quyền vẫn rất khỏe. Nhưng pha đi bóng rung manh, tốc độ tốt. Qua người, cơ! 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 Anh Tài Tuấn Hưng có bàn thắng không? Chúng ta đang tái hiện lại màn sân vàng ngày hôm qua. Màn sân vàng ngày hôm qua ở FIFA. Đội tuyển Pháp. Antoine Griezmann đưa bóng vào lưới. Nhưng cuối cùng trọng tài xem vào và không công nhận. Còn đây thì sao? Có lẽ sẽ là công nhận.
công nhận bàn thắng dành cho Duy Hoàng. 3-0, 3-0 cho Gia Tộc Anh Đón. Và đó cũng là tình huống cuối cùng, bàn thắng cuối cùng ghi ở giây cuối cùng. Buổi tường thuật của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin kính chào những quý vị khán giả thân yêu của Ngô Xá. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày Chủ nhật. Xin chào và hẹn gặp lại.